Chào anh Bằng, chào anh Nguyễn Hưng, chị Nga, chào các anh chị em diễn đàn. Thì để bổ sung thêm cái ý kiến của các anh chị em nãy giờ, thì em muốn làm rõ thêm là vì sao chúng ta phải vận động quỹ. Nãy giờ thì các anh chị em cũng phân tích nhiều nhiều nội dung, thì cá nhân em xin góp thêm thôi, nghĩa là chúng ta để cho nhân dân thấy được cái trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với đất nước, chứ không phải chúng ta dựa vào cái số tiền dân đóng góp để mà chúng ta mua vaccine. Mà ở đây chúng ta thấy là ngày hôm nay có một cái tổng kết sơ bộ, nghĩa là chúng ta đã đóng góp được khoảng hơn 16.000 tỷ đó, thì trong đó có mấy trăm ngàn tin nhắn nhân dân, tổng hợp số tiền là hơn 30 tỷ. Thì các vị thấy cái số tiền nhân dân đóng góp hơn 30 tỷ so với cái số mà mười mấy ngàn tỷ đó, nó lớn không? Nó rất nhỏ, thậm chí nó không bằng một cái doanh nghiệp. Đúng không vậy? Như như ông Kiểm ở Sun Gold Long Thành của Đồng Nai đây, ông đóng góp 500 tỷ, ví dụ vậy. Có nghĩa là một cái doanh nghiệp nó có thể đóng góp nhiều hơn những cái số của nhân dân chúng ta đóng góp. Nhưng chúng ta vận động ở đây không phải vì tiền, nhà nước vận động không phải vì tiền, mà vì để cho nhân dân thấy được cái trách nhiệm. Mặc dù chúng ta không, có nghĩa là tự cái đó là tự nguyện thôi, nhưng mà mỗi tin nhắn đến cái điện thoại thì người Tại ta vì nhận thấy ở ba là mình cắt cái cần dây phải cho có em trách chắc cô ba nhiệm tin được chung thôi. với đất nước khi mà cái đất nước mình gọi là hoạn nạn đó. Mình ngủ ở phát cổng. Cho nên là đừng có nghĩ rằng cái đám xuyên tạc nó kêu là chính phủ Việt Nam xin tiền dân đồ này kia, nhưng mà rõ ràng cái số tiền nó rất là nhỏ các vị đó. Nhưng mà cái ai ai là cái người thụ hưởng? Không phải đóng vô đây rồi cho mấy ông ở cấp cao, cán bộ cao hay là mấy doanh nghiệp chức đâu, mà cái người thụ hưởng chính là những người dân dân. Họ có thể đóng 5.000, 10.000, vài chục ngàn, có thể không đóng tại vì cái này là tự Đúng nguyện, rồi, nhưng tôi sạc rồi họ đúng sẽ được là cái hưởng thụ, được chích vaccine miễn phí đó. Các bạn thấy được cái luận điệu của cái đám xuyên tạc, cái đám chống phá mấy hôm qua này, là nó cứ kêu Việt Nam, chính phủ Việt Nam xin tiền nhân dân rồi gì. Đại khái là dơ giấy, mấy cái luận điệu mà xuyên tạc nó bẩn bựa lắm. Mình không muốn nhắc nhưng mà mình để nói ra để thấy là anh chị em mình hoặc những cái kẻ chống phá đó, để thấy được là cái chính phủ Việt Nam họ kêu gọi như thế nào, chứ không phải giống như cái đám mà nằm ngửa ăn sẵn, nó quen cái thói rồi, cứ phải cho nó mới chịu, phải dâng tận họng nó mới chịu, đúng không? Cho nên cái kết cục của nó là gì, là đu càn, nó làm cu ly ở bên xứ người, nó không có kết cục đẹp như như cái dân tộc Việt Nam bây giờ đó. Đừng có quen cái thói nằm ngửa ăn sẵn, ai thụ hưởng đóng hay không đóng thì người dân cũng là cái người thụ hưởng đó. Cái người được chích miễn phí, hôm qua thủ tướng chính phủ đã nói rồi, chúng ta chích vaccine miễn phí bằng nhiều cái nguồn, đúng không? Chúng ta đi liên hệ, đi ngoại giao, đi mua, đi hoặc là hỗ trợ gì không cần biết, miễn sao có vaccine cho dân đó, để chúng ta hướng tới mục tiêu là được miễn dịch cộng đồng để mà kiềm chế cái đại dịch này. Đó là cái gì, vì ai, không phải vì dân à? Chứ nếu vì bộ chính trị, vì những người đảng viên, những cái người cán bộ cao thì họ mua triệu vài trăm ngàn liều, họ chích dư sức rồi, đúng không? Còn thả nổi nó giống như tụi tư bản, nó miễn dịch bầy đàn gì đó, ai sống sống ai chết chết. Nhưng mà Việt Nam không không làm được như vậy. Chúng ta không thể nhìn nhân dân chúng ta chết đó, chết mức độ mà không có chỗ chôn mà còn thả trôi sông. Bên Mỹ thì bỏ cái mấy cái thùng đông lạnh đó mấy tháng trời chưa được thiêu, bệnh thì kêu được bệnh viện này bệnh viện nọ, có ai, có đứa thằng nào bác sĩ nào nó tới nó đem lên bệnh viện không? Cứ nằm ở nhà, khi nào chết thì nó đem cái bao tải tới nó nhét vô đó. Cộng sản mà làm như vậy thì nói thật ra cái đám mà chống cộng này nó ẵn chắc suốt ngày đêm không nghỉ luôn đó. Làm như vậy đó mà nó còn, ngày nào chúng ta lên mạng có thấy, lên Facebook là thấy thôi, nó ăn đủ thứ trò hết đó. Nhưng mà hiện tại thì cái vụ vaccine này nè, vụ mà ủng hộ tiền này nè, chúng ta thấy miệng lưỡi của tụi nó dơ giấy bẩn thỉu. Ở bên Mỹ ăn cơm hay ăn cái gì, có cơm ăn không hay là ăn gì mà dơ giấy, mà ngày nào cũng phun ra những cái thứ bẩn bựa mà không biết nhục, không biết dơ đó. Ở đây có cái thằng Awi nè, đêm nào nó cũng
lê lết hết cái diễn đàn này tới diễn đàn khác. Nếu một cái người mà có công ăn việc làm ổn định, ví dụ như anh An Bình Tâm đi, anh cũng là Việt kiều Mỹ, anh muốn vô diễn đàn, anh tranh thủ vừa chạy xe vừa tới chỗ làm, đang cái trong cái đoạn đường mà tới chỗ làm, anh vô anh tham gia một chút xíu là anh đi, có nghĩa là anh là cái người công dân Mỹ có việc làm ổn định. Còn cái thằng A Quy nữa, nó lê lết từ anh Bằng, lê lết quá các cái diễn đàn khác, nửa đêm nửa hôm vẫn thấy nó. Mày nó làm cái gì? Phải là một cái thằng ăn bám nước Mỹ không? Nói cho anh chị em biết là cái thằng A Quy này là cái việc nít Việt kiều Cali đó, và nó rất nhiều nít, miệng lưỡi nó vô cùng lương lẹo. Thì cũng nói sơ qua để cho anh em biết là cái thằng này nó trước đây là thành viên cộng cán của cái tổ chức Đào Minh Quân, cái tổ chức mà chính phủ quốc gia lâm thời bị liệt vô cái nhóm đó, gọi là khủng bố đó. Nhưng mà thằng này không có tên, thằng này cách riêu thôi. Nhưng mà để thấy rằng thằng này tư tưởng không bao giờ thay đổi, đừng có nghĩ là mày lên đây mày xạo xạo, mày nói mày yêu nước, mày thương dân, mày lo cho dân, mày không có tư cách đó. Mày bây giờ mày nói mày không có theo Đào Minh Quân thì chắc là do cái đám nó giống như là một cái băng cướp mà nó cướp xong về nó ăn chi không đều, rồi cái mấy thằng đệ tử nó bức xúc rồi nó quay lại nó chửi một chùm thôi chứ có gì khác đâu. Thì đó, bây giờ quay lại chửi Đào Minh Quân thì bản chất của tụi nó là cái tụi chống phá, không bao giờ thay đổi. Nó nãy giờ thấy nó comment cho mình thấy cái sự lương lẹo của nó, nhưng mà nhiều người không biết nó là A Quy. Thì tôi nói cho tất cả các bạn là cái đợt dịch gọi là thứ tư ở Việt Nam thì bùng phát ở chủ yếu nhá, ở bốn tỉnh là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi nói với tất cả các bạn là ở tất cả các tỉnh thì là những cái công dân, những người yếu thế đều được những cái riêng Ủy ban Nhân dân ở các tỉnh đó người ta có hỗ trợ. Còn riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nói với tất cả các bạn, bọn bao que bao cảm chúng tôi có bảo không lo cho dân nghèo như này khác, nhưng mà theo tin chính thức là hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đấy đã kêu gọi, tức là chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân các quận và các phường để khảo sát xem những cái người nào yếu thế, ví dụ như là chạy xe ôm này, chạy xe Grab này, những người bán vé số, những người bán hàng rong này nọ kia, tức là những con người yếu thế, tức là tổng hợp lại. Và những người đó phải có đăng ký tạm trú đấy, phải có cái địa chỉ đăng ký tạm trú để mà tổng hợp lại để cho thành phố biết cái số lượng như thế, để mà có cái chính sách hỗ trợ cho những cái người nghèo và những người yếu thế đấy. Cho nên là có đấy, cho nên là được miễn phí cách ly ra hỗ trợ như thế nào thì là mình chưa biết rõ. Hiện nay mình khảo sát, tôi nói các bạn là bây giờ ví dụ mình chi ra tiền cho những nghèo, những người nghèo, những người yếu thế, nhưng mình phải thống kê một cái cách chính xác, đúng không? Chứ không phải là bây giờ ví dụ có nhiều người, mình phải có sự công bằng đối với người nghèo thế, phải có sự công bằng thôi, đúng không? Không phải là có chuyện người này phát người kia không phát, hoặc phát cho cái người mà ví dụ không yếu thế mà trở thành yếu thế, đấy thì nó không được. Cho nên nó phải có một cái quá trình đấy. Rồi ok, xin mời Lan Hoàng lên. Chào các anh chị em trên diễn đàn cũng như các anh chị em đang theo dõi diễn đàn. Thì em chỉ có cái ý này thôi, bọn bác quen nó đang tập trung về cái quỹ vaccine này và chúng cho rằng nhà nước chúng ta đi xin tiền dân cũng chả sao. Nhưng mà em nghĩ thế này này, theo cá nhân em nghĩ này, với cái điều kiện nhà nước ta là đang các nước đang phát triển rất cần nhiều cái quỹ vốn để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng để mà đón đi tắt đón đầu những cái việc mà các cái nhà đầu tư nó vào đây, thì chúng ta cần những cái tiền đấy để đất nước nó nhanh phát triển hơn, đây là rõ ràng. Còn nếu mà em nói nhé, cái việc là nhà nước chúng ta thừa sức bỏ ra để mà không phải huy động, đúng không nào? Chắc chắn là thừa sức bỏ ra vì nó cũng không phải là quá lớn, đúng không nào? Anh chị em nói bây giờ ví dụ này, cái đường cao tốc Bắc Nam đúng không, phía Đông, bây giờ giả sử mình chỉ mỗi một cái đoạn cứ có những đoạn mười mấy ngàn tỷ, mình chỉ cắt được hai đoạn đi, đúng không? Mình dừng đấy lại. để em phân tích nốt bạn này anh Bằng ạ, để em nốt, tức là nhà nước chúng ta thừa cái điều kiện để bỏ ra để làm cái việc này. Thế nhưng mà như chị Nga rồi anh chị em vừa lại cũng phân tích, tức là cái việc này nó phù hợp với công ước quốc tế này,
phù hợp với cả cái tinh thần đoàn kết của Việt Nam. Và cũng một cái gợi ý như này nữa này, ví dụ như cái tiền này chúng ta mà huy động thì tự nhiên là người yếu thế là được lợi, đúng không nào? Mà cái tiền của chính phủ thay vì phải bỏ ra làm việc này thì làm được cái cơ sở hạ tầng nào đó nó thông, nó thoáng, thì các nhà đầu tư người ta sẽ hân hoan. Và kiểu như là chúng ta đã tuyên bố rồi, làm tổ cho đại bàng thì chúng ta dành cái tiền này làm tổ cho đại bàng, trong khi chúng ta huy động được mà sức dân có, mà những người yếu thế là được lợi, thì không có lý do gì chúng ta huy động, không có lý do gì mà chính phủ chúng ta có dự trữ hàng trăm tỷ USD mà lại không bỏ ra để làm được cái việc này. Em tin là làm được cái việc này, nhưng cái việc này mà khi mà chúng ta huy động được thì cái tiền kia dành cho các cơ sở tầng, ví dụ như thế này, vừa rồi có một số những cái công ty hay là phát triển về cái ngành nghề hay là cái này thì các công ty đầu tư, nhưng ví dụ một cái cao tốc Bắc Nam thôi, cho tư nhân hay cho nhà thầu Trung Quốc, cho nhà thầu nước ngoài vào đầu tư để Việt Nam rảnh vốn, các anh các chị có chịu đâu? Các anh các chị cũng lên la cũng lên mắng, phải không nào? Lại phải là trong nước đầu tư, nhà nước đầu tư, thì cái tiền đó chúng ta dành lại để làm những con đường chúng ta tự chủ, đúng không nào? Các anh ngoạc cái việc này thì ngoạc. Với cái ý nữa em muốn nói thế này này, chính phủ chúng ta ra cái là tài khoản và cái nhắn tin này, thì em có một cái ý nhỏ như là so nó cũng hơi gặp kiễng, nhưng ở đâu đó có những cái quán cơm 2.000, anh Bàng và anh chị em ạ, không phải là người ta lấy 2.000 để người ta nấu cơm tiếp cho các anh, nó có những cái nguồn khác rồi, nhưng người ta lấy 2.000 của các anh các chị để làm gì? Để các anh các chị vào để ăn, nghĩa là tôi có đóng góp cho ăn chứ không vào đây xin cơm ăn, phải không nào? Cũng như chúng ta mở ra cái việc nhắn tin ấy, nhắn 10-20.000, nhưng khi cái mũi tiêm của chúng ta vào trong tay, chúng ta bảo chúng ta cũng có đóng góp vào cái vaccine chính chúng ta dùng, nó nâng cao cái tính nhân văn, phải không nào? Cũng như cái em lấy cái ví dụ cái quán cơm đấy, ví dụ mà có cái quán cơm này là miễn phí thì chưa chắc người ta đã vào nhiều đâu anh Bằng ạ, nhưng thu người ta 2.000 đĩa cơm, người ta bảo người ta có ăn có trả tiền, tức là cái đầu óc người ta cũng được được đỡ bị cái sự mang ơn nó đè nặng quá, đúng không ạ? Thì đấy là một cái sự rất là nhân văn. Cho nên là em nói này, bây giờ mà nhà nước bỏ ra, thứ nhất là nhà nước bớt đi cái tiền làm những cái việc khác mà nó quan trọng cho đất nước, cho sự phát triển. Thứ hai, nếu mà lấy cái kinh phí nhà nước ấy, thì ai cũng là toàn dân đóng góp. Thế mà cái việc này thì là những người có điều kiện, những công ty, những đại công ty mạnh người ta bỏ vào không tốt, thay vì những cái người mà chê trách phê phán cái việc này thì họ lên ủng hộ những cái việc này, đúng không nào? Tiền nhà nước còn thì làm những cái việc trọng điểm hơn, tức là để như em nói một cái ví dụ thôi, chứ không phải là tiền còn lại để làm cái việc mà xây tổ cho đại bàng, đúng không? Thế thì nó là một cái việc nhân văn, từ quốc tế đến các nước hiện đại người ta còn phải ca ngợi về cái việc làm, cái hành động của Việt Nam nó rất là đúng đắn, và người dân cũng rất là ủng hộ. Em nghĩ chắc 97 triệu dân, 96,9 triệu dân, chỉ còn một vài cái thằng nó ngứa miệng thôi. Đấy, chứ còn chả có ai không đồng ý, đúng không ạ? Vâng, trở lại diễn đàn Minh Bằng và các anh chị em, nhưng em đang nói về cái bọn nó đang chống đối về cái quỹ vaccine này. Cho chúng nó nhìn ngắn nhất thì cái quỹ này là lợi cho những người yếu thế này, lợi cho nhà nước có tiền để dành này. Còn chúng ta phân tích ra cái vĩ mô thì nó rất là rộng, cũng như chị nói rồi, có thể 5 năm mà có thể là liên WHO đã cảnh báo có thể cái này chúng ta còn phải sống chung với nó như là cái dịch cúm, chứ không phải là nó chúng ta chặt đứt được nó hoàn toàn là hết, có khi phải sống chung. Sau này nó không còn là một cái đại dịch nhưng nó vẫn âm thầm nó mắc người này dính người kia. Chúng ta vaccine có thể là tiêm dài dài luôn chứ không phải là tiêm để chống cái lúc này các anh các chị ạ, đúng không ạ? Nếu mà cái này có thể nó biến mất được thì là quá tốt, nhưng có thể nó lại không bao giờ nó biến mất, nó sẽ đồng hành với chúng ta, nó như là một cái bệnh tả hay là cái bệnh cúm mùa đấy, cứ đến mùa nó lại có, phải không ạ? Thì cái quỹ này thì chúng ta trước hết là để có cái sự miễn dịch cộng đồng, và chúng ta cả thế giới mà miễn dịch cộng đồng được thì chúng ta đi vào một cái trạng thái là bình thường. Còn sau này nó có sống chung hay không thì lúc cái vaccine nó còn phải tiếp diễn dài, chứ không phải là chúng ta chỉ cần huy động tiêm một lần là sẽ chấm dứt được mãi mãi. Thì em tin là nhà nước cũng không phải là thiếu để làm một cái việc đấy, nhưng em nghĩ là cái việc này có thể chúng ta còn phải làm dài dài nữa, đúng không ạ? Chưa một cái tổ chức nào mà dám khẳng định
là cái việc này nó sẽ chấm dứt vào năm nào. Có thể chúng ta phải đồng hành nó mãi mãi, cũng như là cái bệnh cúm mùa hay cái bệnh tả, đúng không? Làm sao mà đuổi những con virus này nó biến mất khỏi hoàn toàn trên cái địa cầu này, cái tinh cầu này được, đúng không? Cái vấn đề mà nhân văn hay nhân bản hay là cái anh em ta nói rồi mà chúng nó có đồng ý không, thì qua cái việc bầu cử vừa rồi ấy, ý đảng lòng dân đấy nó vượt đến 97-98% thì biết là người dân Việt Nam đã tin tưởng vào cái nhà nước, chính quyền và đảng cộng sản này đến đâu rồi. Nếu mà nói về chống ấy, thì em nghĩ là như mọi người phân tích thì chỉ có vài phần người ta bận và số lẻ người ta chống đi, ví dụ thế đi. Nhưng thế nào là so với nước Mỹ nó là quá ít. Nước Mỹ nó còn 50% chống đảng này, 50% chống đảng kia, phải không? Anh chị cũng nhận không? Đó là chống chính sách của đảng, chống đảng, đảng Cộng Hòa 50%, chống đảng Dân Chủ 50%, hai bên chống. Mà còn chưa được 50% mới tính ra còn tất cả hai đảng hộp lại đi bỏ phiếu mới được có 50-60% dân số đất nước của anh Bằng. Đúng không? Thế thì nó hóa ra là 7% chống, chứ không phải là 30% chống nữa, à 50% chống. Thế đây mà người ta lại qua cái việc mà bầu cử rồi đến Covid này, rồi đến những cái mà nó đã thể hiện rồi, bầu cử rồi là Covid này thể hiện rồi, người dân Việt Nam là luôn luôn tin vào chính quyền và đảng lãnh đạo. Đấy là nói. Nên nói mở rộng thêm nữa này, các anh các chị cứ bảo là các nước nước nào, tôi thấy chỉ có mỗi duy nhất là nước Mỹ với Singapore. Singapore thì nó giàu thực sự rồi, nó đéo ảo như nước Mỹ. À xin lỗi, nó câu đéo, không ảo như nước Mỹ. Nước Mỹ là mang tiền ra thì chẳng qua là các anh có thể in được cái đồng tiền và các anh có thể giữ được cái lạm phát, đúng không ạ? Chứ Việt Nam mà tung cái gói cứu trợ ra cho mỗi người dân 5-10 triệu một tháng lương, tụi em bảo đảm lương lúc 5 đến 8 triệu lại không đủ sống nữa. Tự nhiên là hàng hóa đồng tiền nó sẽ lạm phát, phải không? Một cân gạo lúc đó không còn là 10.000, nó sẽ là 15-20.000, thì có cho bao nhiêu cũng không đủ. Đó là những cái nước mà gần như các nước trên thế giới này ngoài Mỹ ra là không thể làm được những cái gói cứu trợ thế được. Các anh đừng có mang Việt Nam so với Mỹ, đúng không ạ? Em hỏi anh bây giờ mà chính phủ tung ra những cái gói mà cho người ta tiền thì tự nhiên giá thịt heo nó không phải 101 nữa, nó sẽ lên 108 tiền, đúng không ạ? Đồng rồi. Tiền nó phù hợp nữa thì nó sẽ bị mất cái giá trị, nó sẽ lạm phát. Mà trong khi nước chúng ta không phải là như nước Mỹ, nó áp được cái đồng tiền nó ra, nó cướp được của thiên hạ về để nó bình ổn. Đây em nói thẳng là nước Mỹ nó cướp được cái của thiên hạ, nó bình ổn, cái đồng nó in bao nhiêu nó không sợ mất giá đó. Cho nên là nước chúng ta mỗi nước nó có một hoàn cảnh khác nhau để áp dụng cái việc khác nhau. Nói xa hơn nữa là bây giờ các anh này, Việt Nam nó đang ổn định, các anh có đóng góp xây dựng thôi, đừng đả phá nữa. Đả phá mà đến như Myanmar bây giờ ấy, cái bọn dân chủ đi đốt trường học, đi đốt nhà dân, thế quân đội lại phải đi bảo vệ trường học, đi chăm sóc nhà dân. Thế thì bây giờ các anh cứ phá lát, cứ phá chán thì rồi cuối cùng lại vẫn phải tìm về cái độc tài quân chủ, quân phiệt. Đấy, mặc dù cái quân phiệt nó chưa hề tốt, nhưng mà các anh dân chủ có mang lại tốt cho người dân đâu. Thế bây giờ đây, các cái nước xung quanh châu Á này đi, Đông Nam Á này, tôi hỏi các anh là có nước nào mà tung ra cái quỹ cứu trợ không? Có nước nào được tiêm vaccine miễn phí chưa? Thế nhưng mà Việt Nam làm được cái việc đấy, mặc dù là huy động sức dân, nhưng không phải là bắt buộc người dân phải đóng. Các anh phải đừng có đánh trao khái niệm, nó rất là mơ hồ và vô lý. Các anh thừa hiểu, đúng không ạ? Ngoài Singapore nó giàu thật đấy, cái dự trữ quốc gia nó quá lớn mà nó chả phải đầu tư cái gì, nó có sẵn rồi. Bây giờ nó có dự trữ quốc gia nhiều thì nó cho không người dân được. Đấy, em phải công nhận là có nước Singapore thì nó có thế thật. Thế nhưng mà ngoài những nước Thái Lan, Lào, Campuchia rồi là Myanmar bây giờ tương đối là đang giành ngôi với Ấn Độ về số ca và số người chết theo tỷ lệ chứ không phải là theo dân số. Thế thì bây giờ các anh thấy họ làm được những gì về cái dịch này, đúng không ạ? Đấy, mời trở lại diễn đàn với anh Bằng và Nam Phong ạ. Rồi, xin mời Nam Phong. Em xin nói cái vấn đề này chút liên quan đến cái phòng chống dịch. Nếu anh chị đặt câu hỏi, đúng không? Cái dịch này nó diễn ra là một năm mấy nay rồi. Thì nếu như ở các nước trên thế giới đều phòng chống dịch tốt như Việt Nam ở cái giai đoạn đầu, thì liệu thế giới này có toàn như bây giờ không? Có Ấn Độ, có Mỹ và có những cái nước khác như Brazil không? Các anh chị cứ suy nghĩ.
và Việt Nam có phải khốn đốn như bây giờ không? Các bạn thấy những cái ca mắc là nước ngoài về rất nhiều đó. Nếu các nước đều chống dịch tốt như Việt Nam thì Việt Nam mình khỏe lắm, đúng không các anh chị? Bên Tây coi như là khỏe luôn, không phải từ chính phủ cho đến các bộ ngành rồi các cơ quan chuyên môn họ phải vất vả như vậy. Các anh chị thấy những cái người tham gia chống dịch đó, quân đội rồi trong ngành y tế, họ mặc cái áo nó nóng mức độ đó, 40 độ C mà họ mặc. Các vị cứ tưởng tượng nha, các vị mua một cái áo mưa 10.000 thôi, các vị khoác vô người một tiếng đồng hồ đi, các vị sẽ thấy cái nó khó chịu, nó nóng nực đến như thế nào. Trong khi đây họ vừa chống dịch, họ khoác suốt ngày cái áo rồi mấy lớp khẩu trang, khoác kín người và ở cái nhiệt độ 40 độ C thì các vị tưởng tượng đi, họ làm về cái gì? Nếu mà nói về đồng lương họ đang nhận mà để mà làm những việc như vậy thì có xứng đáng chưa? Đó, họ vì cái gì? Thậm chí có những người không phải được, không phải trong biên chế nhưng mà họ vẫn tự nguyện, nhiều lắm tự nguyện. Những người về hưu, những người, những em học sinh là sinh viên y khoa nghỉ hè chẳng hạn, họ tham gia, họ tình nguyện, và họ vì cái gì? Họ vì đất nước này, họ vì dân tộc và vì gia đình họ, góp chung tay góp sức để kiềm chế cái dịch. Việt Nam mình đó, chúng ta có thể làm giống như Bắc Hàn không, Bắc Triều Tiên không, chúng ta bế quan tỏa cảng, chúng ta vẫn làm được, chặn hết không cho thằng nào vô, không có xe, không có máy bay gì, tàu gì vô Việt Nam thì dịch liệu có dễ thì sao? Rất dễ, nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy, bởi vì mục tiêu chiến lược của chúng ta đặt ra là vừa phát triển kinh tế mà vừa kiềm chế được dịch. Chúng ta không có tiêu cực, chúng ta phản ứng với cái đại dịch này không tiêu cực, chúng ta không đổ thừa đổ lỗi cho đất nước nào hết. Nếu chúng ta, các nước xung quanh Trung Quốc, rồi Lào, Campuchia, rồi Mỹ, rồi các nước khác họ phòng chống tốt như Việt Nam thì Việt Nam mình khỏe luôn, yên ổn luôn. Tại vì những mầm bệnh đâu có về Việt Nam nhiều. Các vị thấy vừa rồi ngoài Bắc là mầm bệnh nào? Ấn Độ đó, các chuyên gia Ấn Độ họ qua Hà làm việc rồi họ lây lan đó. Nhưng mà chúng ta đâu có đổ lỗi cho họ, đúng không? Nếu họ làm tốt như Việt Nam thì Việt Nam không phải vận động, không phải những cái tập thể cá nhân họ bị xa gia đình, xa con cái ngày này qua tháng nọ, họ phải làm trong một cái môi trường làm khắc nghiệt. Rồi các cái thành viên từ chính phủ xuống họ ngày đêm túc trực ở những cái điểm nóng đó, các vị thấy đó, ai không muốn ở nhà, đúng không? Ngày đi làm 8 tiếng, tối về với vợ con hưởng cái cuộc sống an bình hạnh phúc, ai cũng muốn vậy hết. Nhưng mà tại sao họ phải như vậy? Có những chiến sĩ đó, quân đội đó, ở biên giới rồi vài tháng trời chưa được về nhà, đúng không? Rồi các cái y bác sĩ họ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, các vị quá sung sướng rồi nè, không có biết cái động não mở miệng ra thì thương dân khốn nạn lắm. Thật ra mà ngồi mà phân tích ra thì cái sự khốn nạn, cái sự mà mất dạy của các vị nó vô cùng khó, là cái tội đồ của dân tộc. Có một câu chính xác là vậy: những kẻ nào chống phá xuyên tạc ở cái thời điểm này là những kẻ gọi là tội đồ dân tộc. Các vị không đồng lòng, không chung tay với đất nước thì các vị im mẹ cái mồm lại, đúng không? Kệ người ta làm cái gì đi, đằng này các vị lên Facebook các vị xuyên tạc, các vị lũa xả, các vị trù tốn cho cái đất nước này nó phải toan hoang, các vị mới chịu. Các vị đâu biết rằng ở đất nước này còn người thân bè bạn thậm chí mồ mả tổ tiên các vị ở đây hết đây nè, các vị muốn nó tan hoang các vị vui hả, đúng không? Đó, nói ra để thấy rằng nếu là một công dân nước Việt Nam hoặc ở nước ngoài mà các vị còn chút tình cảm tới cái đất nước này, đúng không, còn nghĩ về cái quê hương này thì yên mẹ cái mồm lại, đừng có xuyên tạc, đừng có lên đây, đừng có lên mạng mà bịa đặt.
rút cục là cái chủ đề hôm nay như cái quỹ phòng chống quỹ vaccine này mà nó thành công tốt đẹp rực rỡ thì Việt Nam lại trở lại một cái thế cân bằng. Thì qua cái đại dịch này ấy, của cả thế giới thì lao đao nhưng Việt Nam đã cân bằng được, đến giờ này thì cũng tạm gọi là khống chế được và thêm cái quỹ này nữa thì ổn rồi đó. Việt Nam mình theo mình nghĩ trong cái Hồ Chí Minh nguy kiềm chế được rồi. Anh em ạ, anh chị em trong cái nguy thì lại nó ra cái may, Việt Nam rất là may mắn, người dân và chính phủ đã hoàn toàn đồng lòng trong cái đại dịch này thì cái cơ hội phát triển của Việt Nam trong khi các nước suy sụp, thậm chí có nhiều nước như Myanmar là đến cái bờ vực tan rã, nhưng Việt Nam giữ được cái sự ổn định vào top nhất thế giới thì đúng là trong cái nguy này có cái may mà Việt Nam tận dụng được cái cơ hội này. Và các anh các chị bớt mồm bớt mỏ đi, phải nhìn vào cái thực tế, nếu Việt Nam là một trong những cái số nước mà đang bị đi xuống, nhưng đây Việt Nam vẫn đi lên trong cái cơn đại dịch ngặt nghèo này, các anh các chị buộc phải nhìn nhận và đánh giá theo cái thực tế chứ các anh không thể là phủ nhận tất cả được. Nếu mà yếu kém hoặc là không đoàn kết thì Việt Nam là một cái nước có đường biên giới dài, vì cái nơi phát dịch đầu tiên thì Việt Nam nó phải là Italia, Brazil, Mỹ hoặc tới bây giờ phải là Ấn Độ đầu tiên trên thế giới, phải không ạ? Chứ đến bây giờ Việt Nam vẫn còn giữ được cái sức ổn định, người dân vẫn có công ăn việc làm. Còn đương nhiên em nói với các anh các chị này, qua cái này á thì người dân Việt Nam này biết tìm những cái cách mà sinh tồn rất là hay. Ví dụ như là không làm được thì chúng ta lại làm việc qua mạng, qua online, không bán hàng trực tiếp. Kể cả bây giờ em thấy nhé, người nông dân ở quê em bán mưa rau cũng bán được trên Facebook. À, có nhiều những cái nó mang lại cho người ta cái sự mở mang. Đó. Là trong về cái khó lắm, công khôn đó. Quê em thật, để ví dụ nhà tôi này có vườn 10 mưa rau sạch này, đăng Facebook cái để em qua lấy hay là giao cho em, khỏi phải đi chợ anh chị ạ. À, rất đơn giản thôi. Em không nói là những cái bọn nó chuyên bán hàng online nhé. Bây giờ ví dụ như bà già hái được 10 mớ rau, con đang lên bà già mới hái được 10 mớ rau này, thì để tôi mớ. Cũng là một cái cách, đúng không ạ? Cũng là cái cách để vượt qua khó khăn. Đồng ý là nó không bằng bán bằng nhiều nhưng mà người ta vẫn có cái thu nhập. Rồi các doanh nghiệp bây giờ như ở Sài Gòn này, họ làm việc online hết. Đa số là làm việc online. Bây giờ có một cái vấn đề này này, mình nói với tất cả các bạn này. Vừa rồi, cái đợt trước và đợt này mình thấy là như này. Các địa phương ở các tỉnh em phải nên nhớ rằng là mình hiện nay mình chống dịch nhưng mình thực hiện cái mục tiêu kép, tức là vừa chống dịch tốt mình mà mày vừa phát triển kinh tế. Do vậy cho nên là những cái đợt dịch trước kia chẳng hạn thành phố Hải Phòng cũng bế quan, càng mình gọi là bế quan tỏa cảng ấy. Và vừa rồi có một cái chỉ thị của Đồng Nai cũng bế càng định là bế quan tỏa cảng, tức là đêm 15 tháng 5 đúng không, về. Không giờ đồng ý là không cho, tức là người về đi và đến tỉnh Đồng Nai thì đều bị cách ly 24 ngày. Qua đó coi như chỉ cần cỡ khoảng độ một ngày thôi, chưa được một ngày là chính phủ mình đã tiết còi và bảo Đồng Nai anh sợ, đúng không? Mình tiết còi Đồng Nai xem là Đồng Nai hiện nay đã dỡ bỏ cái lệnh rồi. Mình cắt nhá, các tỉnh phải lưu ý một điều này, mình vừa phát triển kinh tế mà mình vừa phải chống dịch tốt. Như thế mới là rõ. Thủ tướng này anh Bằng ạ, nó có hai lý do để chúng ta làm được thực hiện được cái việc đấy. Thứ nhất là người dân đồng lòng. Và thứ hai nữa là cái kinh nghiệm mà chống dịch của chính phủ ta và các kịch bản nó có sẵn, nó không như nước ngoài. Nước ngoài cứ đến đâu là chữa cháy đấy. Nước ta là có sẵn những kịch bản. 100 ca thì sẽ ra sao, 1.000 ca sẽ ra sao, mà 30% dân số mà mắc thì sẽ ra sao, nó có kịch bản hết và có kinh nghiệm. Với thứ hai là cái điều kiện thứ hai mà để chúng ta bây giờ mà vừa phát triển kinh tế mà vừa làm mà không lo nhiều á, như cái lúc đầu ấy, là cái nguồn vaccine bây giờ chúng ta đi nhập thì nó vẫn chưa thể đủ được ngay, nhưng cái giai đoạn 3 của vaccine chúng ta nó cũng chỉ đến tháng 9 này là thành công thôi. Nếu chúng ta có phải chống đỡ gồng mình lên thì cũng cùng nắm đến hết năm nay, anh chị và các bạn, thì chúng ta tụ cung tụ cấp được rồi. Mà cái vaccine của chúng ta là rất triển vọng, đạt đến 90%+, cho nên là em nghĩ là đến cái thời điểm này thì chúng ta tiệm cận được cái nguồn vaccine. Nó chưa hoàn toàn, nhưng mà đến khi mà cái vaccine của Việt Nam ra đời nữa thì chúng ta hoàn toàn chủ động được, thì chúng ta không còn sợ
sợ sợ như cái thời gian đầu vì chúng ta chưa biết cái dịch này nó sẽ thế nào và cái kinh nghiệm của chúng ta còn bỡ ngỡ về cái phòng chống, nhưng bây giờ các kịch bản nó có hết rồi, qua vài cái đại dịch nó bùng phát nó có hết rồi, và cái nguồn vaccine của chúng ta là gần như là chỉ như chị Nga chị nói là đến quý 1 sang năm là chúng ta có thể tiêm phòng được hết rồi. Mà bây giờ các người bạn, nhất chúng ta cũng nhìn thấy sau cái chương trình cô vaccine này và tới tháng 9 này là cái vaccine của Việt Nam nó cũng hoàn thành rồi, thì chúng ta chủ động được rồi, thì chúng ta có thể nó ngoài kịch bản thì cũng không mất nhiều thời gian, không phải là như Mỹ loay hoay gần 2 năm mới gọi là, bây giờ chỉ gọi là chúng ta thấy là nó bớt nhiều thôi, chứ còn nếu mà so với thế giới thì Mỹ bây giờ cũng vẫn thống kê ra ngày chết cũng không ít đâu, đúng không ạ? Vâng, đứng đầu mà. Tỷ lệ trên người dân nhá, hiện nay trong một ngày nhá thì Mỹ vẫn cứ còn cao hơn Việt Nam, đúng không? Việt Nam chẳng qua đấy là bây giờ họ cứ nói là khống chế được thì đấy mới là Mỹ dân ấy. Em nói là khống chế được là phải cái tỷ lệ chết nó không còn, hoặc là nó chỉ còn bằng như là cúm mùa thôi, còn đây bây giờ vẫn chết rất là nhiều, nó vẫn chỉ là Mỹ dân thôi. Em nói thật, nếu mà đã khống chế được ấy thì phải như Việt Nam tắt hẳn một thời gian xong nó bùng lại là chuyện khác, đúng không anh chị em không nhận không? Còn đây Mỹ nó chưa bao giờ tắt thì chưa thể nói là khống chế được, đúng không ạ? Phải đúng như Việt Nam ấy, đợt một bùng lên phải không, tắt hẳn không còn một ca nào trong nước, đó mới là khống chế được, chứ còn Mỹ chưa thể nói nó khống chế được, nói câu khống chế được là Mỹ dân, đúng không ạ? Anh chị em có đồng ý với em thế? Phải chấm dứt trong một ngày nào đó không còn một ca nào thì anh mới tuyên bố là khống chế được, đúng không? Chứ còn bây giờ nó chỉ là không nói nhá, dân Mỹ đúng không, tổng số dân Mỹ thì hơn gấp 3 lần số dân Việt Nam, mà hiện nay Việt Nam mình nhá, mỗi ngày trung bình, mình nói là trung bình đi, cỡ khoảng độ 240 đến 250 người mắc Covid-19, nhưng Mỹ thì từ 800 đến 1.000, mà chúng nó bảo Việt Nam to, mà Mỹ hiện nay khống chế dịch rồi, mà Mỹ coi như gần như gấp 4. Cứ khống chế được là phải, em cứ phải nói với anh Bằng như cả chúng em là cứ khống chế được phải như Việt Nam ấy, bùng phát đợt nào xong tắt không còn một ca nào trong một ngày thôi thì em công nhận là khống chế được, chứ còn đây nó chỉ là giảm thôi chứ chưa phải khống chế được, không ai nghe không khống chế được mà thôi. Cái này nó dùng cái từ gọi là chính xác, gọi là Mỹ nó kiềm chế chứ không phải khống chế, kiềm chế thôi, kiềm chế là được, dùng đúng từ nha. Cái đám mà chống phá là nó chuyên gia cái dùng từ sai, nó cố tình đó, giống như thằng Hồ Lê nãy mình nói cứ cách ly 14 ngày là con Covid chết đói hẳn. Tao nói mày này, mày nói như kiểu thế như là Bắc Triều Tiên ấy, vừa nãy tao nói Bắc Triều Tiên mẹ quá hết, không có mây mới bỏ, không phải mẹ ngừa nhập cảnh nhập viết gì cả thì là ok, nhưng mà kinh tế của Việt Nam cứ bao giờ Mỹ người nói mày nghe đúng không? Nhưng mà Mỹ bao giờ mà chưa có độ một tuần liền, một tuần liền của Mỹ không có một ca nào, chúng tôi em công nhận là Mỹ giỏi, Mỹ đã dập được dịch. Chứ còn bây giờ vẫn là bây giờ nó chỉ là khống chế tạm thời chứ có phải là dập được đâu mà nói Mỹ dân mà cứ đi chỉ trích Việt Nam. Vâng, thôi em chào anh Bằng, chào Lâm Phong, chào chị em. Mình cũng dừng đấy. Chương trình ở đây đi, do ví dụ những chương trình mà lần sau mình đi theo một chuyên đề, đúng không? Đấy, như hôm nay các bạn là hôm qua có cái chuyện vận động về cái vaccine thì hôm nay cái live mình định nói về cái live kia, nhưng mà thôi mình nói về vấn đề này được, còn chủ đề thì em thấy nói như... nhiều rồi. Ừ, đó. Yeah. Rồi, okay. Vaccine đang nóng. Chào Nam Phong, chào Nam Phong, chào tất cả các anh chị em. Chào Nam Phong, chào tất cả nhìn thấy, không có nhìn thấy. Vâng, chào mọi người, chúc mọi người. Chào mọi người.